thể dục. Đầu tiên là thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nam bài thể dục phát triển chung của nam gồm 50 động tác. Ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ thực hiện 17 động tác đầu của bài thể dục phát triển chung. Tôi thiết bị nghiêm. Bài thể dục phát triển chung của nam 50 động tác, thực hiện 17 động tác đầu. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Vừa rồi là thầy hướng dẫn cho các em 17 động tác đầu của bài thể dục phát triển chung của nam. Chúc các em tập luyện vui khỏe. Chào tất cả các em học sinh khối 12. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nam bài thể dục phát triển chung của nam 50 động tác. Hôm trước chúng ta đã thực hiện 17 động tác đầu. Kết thúc động tác thứ 17 là chúng ta đang ở tư thế ngồi xổm hai tay chống đất. Thầy sẽ thực hiện tiếp tục tới động tác thứ 37. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Rồi kết thúc. Rồi chào tất cả các em sinh nam lớp 12. Hôm nay thầy sẽ giải tiếp cho các em 13 động tác còn lại của bài phát triển chung của nam 50 động tác. Hôm trước chúng ta đã thực hiện động tác đến 37 là chúng ta kết thúc ở động tác 37. Động tác 37 lúc này thì chúng ta đang ở bên hướng bên trái 90 độ, tay đang giữ ở thăng bằng, đang giữ ở sau gáy là 37. Thầy sẽ thực tiếp nhịp 38 39 là nhịp đôi 38 39 và 40 41 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Rồi kết thúc nha các em. Rồi xin chào tất cả các bạn nữ học sinh khối 12. Thì tiếp theo hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nữ học sinh lớp 12 thực hiện bài thể dục nhịp điệu. Bài nhịp điệu của nữ lớp 12 chúng ta thực hiện gồm 19 động tác. Thì ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ làm quen và luyện tập với 4 động tác đầu. Trước khi đi vào luyện tập thì thầy cũng nói lên yêu cầu là đối với bài thể dục nhịp điệu chúng ta có 9 động tác. Thì đối với động tác thứ nhất là động tác tay, động tác này thực hiện một lần 8 nhịp. Còn 8 động tác còn lại thì chúng ta sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp. Các em lưu ý chúng ta đi vào thực hiện động tác thứ nhất là động tác tay. Thầy thực hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc động tác tay, chúng ta chuyển sang động tác thứ hai. Động tác thứ hai là động tác thân mình. Chúng ta sẽ thấy chuẩn bị giữ nguyên kết thúc động tác thứ nhất. Thầy sẽ thực hiện luôn. Kết thúc thứ hai là động tác thân mình. Thực hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tới thầy thực hiện 2 lần 8 nhịp, còn các em thực hiện 4 lần 8 nhịp. Đi sang động tác thứ 3, tách chân, giữ nguyên tư thế. Kết thúc động tác thứ 2 là tư thế động tác chuẩn bị cho động tác thứ 3, động tác chân. Chúng ta thực hiện tách chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuyển sang động tác thứ 4. Động tác thứ 4 là động tác phối hợp. Tôi thấy chuẩn bị là kết thúc động tác thứ 3. Thực hiện động tác thứ 4 phối hợp. Thực hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần thứ 2 chúng ta có tay 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
chúng ta kết thúc 4 động tác đầu của bài dùng dùng điệu nữ. Chúc các em luyện tập vui khỏe. Chào tất cả các em, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nữ lớp 12 bài thể dục nhịp điệu. Hôm trước chúng ta đã đi thực hiện 4 động tác đầu, ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em tiếp 3 động tác tiếp theo, là động tác thứ 5, là động tác lương. Thầy thực hiện tư thế chuẩn bị nghiêm, thực hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 6 là động tác tay bay. Thầy thực hiện tư thế bị nghiêm, thực hiện động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Vừa rồi thầy thực hiện động tác thứ 6 là động tác tay bay. Động tác thứ 7 là động tác chặn mình, tư thế bị nghiêm, thực hiện động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được 7 động tác của bài dùng nhịp điệu nữ. Chào các em. Nhịp điệu nữ. Động tác hôm từ trước chúng ta đã kết thúc là động tác thứ 7 là động tác chặn mình. Hôm nay chúng ta thực hiện tiếp động tác thứ 8 là động tác lưng bụng. Động tác lưng bụng chúng ta thực hiện nhịp đôi. Các em lưu ý thực hiện động tác lưng bụng. Động tác lưng bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Thầy sẽ chuyển sang động tác thứ 9. Động tác thứ 9 là động tác nhảy. Tư thế bị nghiêm, thực hiện động tác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác cuối cùng là động tác liền quà kết thúc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Như vậy là chúng ta kết thúc 10 động tác. Chúc các em luyện tập vui khỏe.